Tuấn. Và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư. Đồng hành với tôi ngày hôm nay là bạn Hà Giang đến cũng cùng bộ phận. Và hôm nay chúng tôi sẽ nói về cổ phiếu VicoStone. Giới thiệu qua về cổ phiếu VicoStone thì được thành lập từ năm 2002 và vốn điều lệ hiện tại đang là khoảng 3.338 tỷ. Cổ phiếu VicoStone đã có một bước tăng giá mạnh vào năm 2017 khi mà tái cấu trúc thành công, và bây giờ hiện tại chủ của cổ phiếu này là ông Hồ Xuân Năng. Thì từ cái lúc 2017 đến giờ thì chúng ta có thể nhìn thấy là giá của cổ phiếu là vẫn chưa có thể nào chinh phục được cái đỉnh cũ của nó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cổ phiếu này để xem liệu trong tương lai tiềm năng của cổ phiếu sẽ ra sao. Và đây là một số những cái thông tin cơ bản về doanh nghiệp. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện tại là cơ cấu doanh thu của VicoStone thì hiện tại doanh thu đang có công ty đang có 5.600 tỷ doanh thu, thì trong đấy thì là 2.000 tỷ là đến từ đá nhân tạo, 2.870 tỷ là bán thành phẩm, và ngoài ra thì còn một số cái nguyên vật liệu phụ tùng, và đây là cái công ty mà chuyên về kinh doanh phụ tùng. Và chúng ta có thể nhìn thấy là doanh thu và lợi nhuận của công ty tăng trưởng đều qua các năm từ 2016 cho đến 2019. 2020 do tình hình bởi dịch Covid khiến cho doanh thu và lợi nhuận của công ty đi ngang. Và bây giờ tôi sẽ sang ba cái điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu VicoStone ngày hôm nay. Thì ba điểm tích cực tôi muốn nói đến đấy chính là, thứ nhất là những cái yếu tố vĩ mô mà sẽ giúp cho cái ngành này tăng trưởng được tốt. Thứ hai nữa là hiện tại VicoStone có lợi thế cạnh tranh, đấy là top 3 thương hiệu đá tách Anh trên thế giới. Và cuối cùng là, và cái luận điểm thứ ba là họ đang ngày càng hoàn thiện cái chuỗi giá trị của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái luận điểm đầu tiên và mời Giang có thể trình bày. Đầu tiên về cái luận điểm đầu tiên là yếu tố vĩ mô tích cực. Thì như chúng ta đã biết thì sản phẩm của VicoStone là đá thạch anh nhân tạo, và cái này nó gắn liền với cái thị trường ngành xây dựng. Và VicoStone bởi vì là cái mặt hàng của nó khá là đắt, cho nên VicoStone có hoạt động kinh doanh sẽ chủ yếu ở các thị trường nước ngoài, mà cụ thể đây là Mỹ. Cho nên có thể nói rằng cái thị trường xây dựng ở Mỹ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu quả của những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này. Như chúng ta có thể thấy rằng ở trên cái chart của cái slide thì số lượng nhà ở được bán tại Mỹ đã tăng vọt do người dân được hưởng lợi từ nền lãi suất thấp và nhu cầu rời khỏi các thành phố do dịch Covid-19 để về quê xây nhà. Song song với cái sự tăng trưởng của số lượng nhà ở tại Mỹ là doanh thu của các cửa hàng bán đồ nội thất tại Mỹ, và chúng tôi dự báo là thị trường nhà ở tại Mỹ sẽ tiếp tục ấm dần lên, và kéo theo đó là những cái cửa hàng bán đồ nội thất cũng sẽ được hưởng lợi. Và với hiện tại thì thị trường Mỹ chiếm khoảng đâu đấy gần 50% tổng doanh thu của VicoStone. Như vậy có thể nói rằng là VicoStone sẽ được hưởng lợi lớn từ thị trường này trong ít nhất từ 2 đến 3 năm tới. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nhìn thấy ở trong cái biểu đồ của chúng tôi có cái đồ thị về giá nhà ở. Giá nhà ở tại Mỹ cũng đã tăng mạnh trong cái thời gian vừa qua, nó cho thấy được rằng là cái nhu cầu tiêu thụ nhà ở của Mỹ là thực sự tăng và thực sự nóng. Và điều này nó sẽ là ảnh hưởng đến cái nhu cầu tiêu thụ đá, và hiện tại là cái thị trường Mỹ này đang chiếm đến tận 50% doanh thu của VicoStone, và cái này nó sẽ giúp cho VicoStone được hưởng lợi trong vòng 2 đến 3 năm tới. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang một cái yếu tố vĩ mô tích cực thứ hai, đấy chính là cái thị trường ngành đá thạch anh này. Nếu mà chúng ta nói đến thị trường ngành đá thạch anh thì cái market size của nó khá là tích cực. Với cái theo Fredonia, đấy là một tạp chí tại Mỹ chuyên về các ngành vật liệu xây dựng, thì dự báo rằng thị trường ngành đá thạch anh dự báo tăng lên 65.2 triệu mét vuông vào năm 2021 với tốc độ tăng trưởng là 4.8% một năm. Điều này đồng nghĩa rằng cái chiếc bánh doanh thu cho các doanh nghiệp trong ngành đá thạch anh sẽ được mở rộng lên, cũng như VicoStone cũng sẽ được mở rộng lên. Hiện tại thì một năm VicoStone sản xuất đâu đấy khoảng 1.8 đến 2 triệu mét vuông đá một năm, và chiếm khoảng 3% thị phần trên toàn thế giới. Và như tôi đã nói ở trước đấy thì cái đá thạch anh của VicoStone là đá thạch anh nhân tạo, có giá thành nó khá là đắt, khoảng từ 3 đến 4 triệu mét vuông, cho nên là cái giá cả này nó không phù hợp với thị trường Việt Nam, thị trường nội địa. Thứ nhất bởi vì thị hiếu của người dân Việt Nam cũng chưa kiểu cao như thế lắm. Cái thứ hai là cái sức tiêu dùng ấy, cái túi tiền người dân Việt Nam chưa đủ để có thể cover được cái chi phí vậy. Cho nên là cái thị hiếu của các thị trường nước ngoài sẽ là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái hiệu quả như hoạt động kinh doanh của VicoStone. Thì theo nghiên cứu của tạp chí National Kitchen and Bath Associations về xu hướng vật liệu năm 2021, 78% số người tham gia khảo sát nhận định là đá quartz cũng như đá thạch anh sẽ là vật liệu phổ biến nhất cho ứng dụng mặt bàn bếp trong 3 năm tới. Và có một cái số liệu cũng theo một cái báo cáo của bên Mỹ là International Trade Commission, thì giá trị nhập khẩu của đá thạch anh vào thị trường Mỹ đang có xu hướng tăng lên và thay thế cho các loại đá truyền thống như đá granite và đá cẩm thạch. Điều này có thể cho thấy rằng là thị trường chính của VicoStone là thị trường Mỹ đang có xu hướng ưa chuộng đá thạch anh nhân tạo, và có thể tạo ra cái động lực tăng trưởng doanh thu cho VicoStone tại thị trường này trong tương lai.
Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ đầy là sự đầy thông tin chi tiết và khách quan của Giang về cổ phiếu Vicostone này. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn nói thêm rằng là với cái nhu cầu quy mô như thế này, cùng với cả chúng tôi sẽ sang cái luận điểm thứ hai, đấy là hiện tại ở Vicostone là đang là thương hiệu top 3 của đá thanh anh thế giới, thì cái lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp hoàn toàn có thể duy trì được cái tốc độ tăng trưởng là hơn 20% một năm trong vòng vài năm tới. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về cái việc là top 3 thương hiệu đá thanh anh thế giới. Đấy. Về cái luận điểm tiếp theo là luận điểm top 3 thương hiệu đá thanh anh thế giới thì năm 2020 vừa qua thì cái tạp chí Fredonia là một, như tôi đã nói, là một tạp chí chuyên nó chuyên viết những bài báo về nguyên vật liệu xây dựng ý, thì đã có một cái research độc lập và nhận định rằng Vicostone là top 3 thương hiệu đá thanh anh trên thế giới. Có thể nói rằng là Vicostone có một cái điểm mạnh, đấy là có cái hệ thống phân phối rất là lớn tại 50 quốc gia trên năm châu lục với hơn 10.000 đại lý đối tác trên toàn thế giới. Điều này đồng nghĩa rằng là Vicostone có thể thâm nhập và có một cái brand name cho các nhà thầu xây dựng ở trên thế giới có thể dùng đá của Vicostone, và điều này đã khiến cho doanh thu của Vicostone sẽ được tăng trưởng rất là nhiều, đã được tăng trưởng nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Về về cái top 3 thương hiệu đá thanh anh thế giới thì mọi người có thể thấy rằng là bởi vì chúng tôi không có cái số tên của top 3 hiện nay, cho nên chúng ta sẽ lấy cái số của năm 2019 là top 4. Thì có 4 doanh nghiệp là gồm có Cocentino Group của Tây Ban Nha, thứ hai là Kesetone của Hoa Kỳ, Hanwha của Hàn Quốc và cuối cùng là Vicostone của Việt Nam. Thì cái tiêu chí để đánh giá, để xếp hạng những cái doanh nghiệp này, theo tôi cho rằng đấy là tiêu chí dựa theo các loại đá, sản phẩm, chất lượng đá của những doanh nghiệp này. Ví dụ như Vicostone được đánh giá cao bởi vì là 90% đá thành phẩm của Vicostone có nguồn gốc từ đá thạch anh gốc, có nghĩa là có chất lượng rất là tốt. Và tôi muốn bổ sung thêm với cả quý nhà đầu tư về cái thông tin của cái top 3 thương hiệu này, thì là theo ước tính của chúng tôi là hiện tại là cái sản lượng của Vicostone, mặc dù Vicostone là cái thương hiệu top 3 của thế giới, nhưng mà cái sản lượng này thì mới chỉ chiếm khoảng tầm dưới 5% cái tổng cái giá trị tổng cái sản lượng tiêu thụ toàn thế giới về cái đá thạch anh. Cho nên ra chúng ta có thể nhìn thấy rằng là với cái lợi thế của Vicostone về chất lượng cùng với đấy thì là cái sản lượng tiêu thụ là nó vẫn cái market share là vẫn là chưa quá cao, thì cái tiềm năng để tăng trưởng trong tương lai của cái doanh nghiệp này là vẫn còn là rất lớn. Và chúng ta đều có thể nhìn thấy là mặc dù là cái thị trường đá thạch anh thì những năm ngoại trừ cái năm Covid ra thì những cái năm trước đấy thì họ tăng trưởng khoảng tầm 5% cái sản lượng tiêu dùng, thì Vicostone luôn có tăng trưởng doanh thu hơn 20%. Và đây chính là những cái thứ mà mình có thể giúp cho mình có thể kỳ vọng rằng là trong tương lai là doanh nghiệp sẽ vẫn còn tăng trưởng tốt nữa. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ muốn sang một cái luận điểm tích cực thứ ba, đấy chính là cái việc là chuỗi giá trị của Vicostone đang ngày càng hoàn thiện. Vâng, cảm ơn anh Duy về cái nhận định vừa rồi. Về cái luận điểm cuối cùng, luận điểm tích cực cuối cùng là về chuỗi giá trị dần hoàn thiện. Thì mọi người có thể thấy rằng ở trên slide thì cái chuỗi giá trị gồm có đầu vào, sản xuất và đầu ra. Thì hiện tại thì với cái chiến lược nội địa hóa và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào từ công ty mẹ là tập đoàn Fenica thì đã giúp Vicostone đã giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu, giảm rủi ro biến động giá cả và tối ưu hóa giá thành. Về cái đầu vào của doanh nghiệp thì gồm có 33 thứ. Thứ nhất là đá có quartz, có nghĩa là cái bột thạch anh nhân tạo ấy, bột thạch anh gốc, và cái chất cristobalite. Thì tôi lưu ý rằng cái chất cristobalite là một cái hợp chất mà có chung các hóa học với cả đá thạch anh gốc, cho nên là nó có những cái tính năng và có những tính chất hóa học nó tương tự với đá thạch anh gốc. Tiếp theo là về cái polystyrene và những cái nguyên vật liệu khác, thì cái quartz và cristobalite thì nó chiếm khoảng 30% 30% trong giá vốn đầu vào, và polystyrene thì chiếm khoảng đâu đấy khoảng 40%. Về cái chất đầu tiên ấy là cái bột thạch anh với cả cristobalite thì có tập đoàn Fenica Huế. Nghĩa tập đoàn Fenica à, công ty Fenica Huế là một trong ba nhà máy sản xuất cristobalite trên thế giới. Thì nhờ có việc Vicostone được chính thức chủ nhiệm từ tập đoàn mẹ 100% cổ phần tại Fenica Huế, nên gần như Vicostone có thể tự chủ được nguồn nguyên vật liệu đầu vào này. Về cái polystyrene thì cái công ty hóa chất Fenica đã được đưa vào hoạt động từ năm 2020. Điều này đã giúp cho Vicostone có thể sản xuất được một phần chất polystyrene, và có nghĩa là hiện tại thì doanh nghiệp chưa thể nào tự chủ được 100% cái chất này, nhưng đã tự chủ được một phần, và một phần vẫn phải đi nhập từ nhà cung cấp nước ngoài. Và với cái việc mà tự chủ được cái nguồn nguyên vật liệu này và dần dần
hoàn thành được cái chuỗi giá trị hoàn thiện này thì biên lợi nhuận gộp của Vincoso đã có cái sự tăng trưởng rất là tích cực trong khoảng thời gian vừa qua. Chúng ta có thể thấy rằng là biên lợi nhuận gộp của Vincoso đã tăng từ 29.1% vào năm 2017, đã tăng trưởng ngoạn mục lên khoảng 34.7% vào năm 2020, đâu đấy tăng khoảng 5-6%, cho thấy một hiệu quả kinh tế khá là tốt, khá là tích cực khi mà doanh nghiệp đang dần dần hoàn thiện cái chuỗi giá trị này. Vâng, và đấy là cái quan điểm của chúng tôi về cái việc là chuỗi giá trị dần hoàn thiện. Thì tức là hồi xưa là mình sản xuất đá thạch anh hay là sản xuất đá để xây dựng thì là mình sẽ phải dùng cái mình phải có mỏ đá thạch anh. Thì bây giờ là chúng ta hoàn toàn có thể là dùng các chất nhân tạo để có thể tạo ra được cái sản phẩm thạch anh mà tương đương với cả đá tự nhiên. Và cái này nó sẽ giúp cho mình sẽ tự chủ hơn về cái nguồn nguyên vật liệu, và cũng như là sẽ có thêm nhiều cái lợi nhuận giá trị gia tăng. Qua đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy là biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đã tăng rất là mạnh trong 4 năm trở lại đây. Và bây giờ thì tôi sẽ sang là ba cái điểm tiêu cực mà tôi không thích đối với cả cái cổ phiếu Vincoso này. Thì đầu tiên đấy chính là cái việc là cái giá dầu hiện tại là vẫn đang tăng, thì cái này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì đây là chúng tôi có thể nhìn thấy rằng là cái giá, nghĩa là trong cấu thành giá vốn của Vincoso thì có cái polyester resin ấy, thì là tỷ lệ thuận, thì cái đấy là nó được sản xuất từ dầu, cho nên thành ra là khi mà giá dầu mà tăng thì khả năng cao là nhựa polyester cũng sẽ, do Vincoso nhập từ Singapore hay Đài Loan, cũng sẽ tăng, và cái này thì ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Và cái quan điểm này thì Giang có muốn nói gì không? Theo một cái góc nhìn thông thường ấy, thì chúng ta cho rằng là bởi vì cái chất polyester đấy thì có nghĩa cái đầu vào của nó có liên quan đến dầu. Chúng ta cho rằng là cái mà giá dầu tăng thì cái chi phí đầu vào của Vincoso cũng sẽ tăng theo. Nhưng mà trên thực tế khi mà chúng ta nhìn hai cái chart đấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là biên lợi nhuận gộp của Vincoso gần như không bị ảnh hưởng với giá dầu. Đấy. Cho nên là tôi cho rằng là cái việc giá dầu biến động tăng hay giảm sẽ không có một sự tác động mạnh đáng kể đến cái việc biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Vâng, thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm về cái quan điểm này của chúng tôi. Thì mình cũng có thể nhìn thấy cái này nó giống như là mình có thể nhìn thấy là cái business model của Vincoso này hơi giống Hòa Phát. Là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là Hòa Phát cũng trải qua là cái chu kỳ là giá nguyên vật liệu tăng. Tuy nhiên thì là chúng ta có thể thấy là giá thép tăng trước, xong rồi mới đến giá quặng thác tăng. Và vì vậy cho nên là vào cái thời kỳ mà đang bùng nổ thì là do nhu cầu tăng lên, thì sẽ khiến cho cái biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng là tăng. Thì qua đây thì chúng ta có thể thấy rằng là đúng là có rủi ro là giá dầu tăng thì có thể là làm thu hẹp biên lợi nhuận nếu mà trong tương lai cái nhu cầu tiêu thụ về cái đá quartz là nó sụt giảm. Còn nếu mà nhu cầu về đá quartz mà vẫn tăng thì trong tương lai thì cái biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn sẽ được cải thiện tiếp. Và chúng tôi cũng đã chia sẻ thêm về cái việc là Vincoso đang hoàn thiện cái chuỗi giá trị của mình. Qua đấy thì sẽ thấy được rằng là cái triển vọng về biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp là sẽ vẫn tiếp tục duy trì tích cực trong tương lai sắp tới, mặc cho là giá dầu có thể tăng. Và đấy là quan điểm đầu tiên của chúng tôi về cái luận điểm tiêu cực về giá dầu. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái luận điểm thứ hai, thì là như quý vị đã biết thì là Mỹ, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam thì sẽ rất là nhạy cảm hai thứ. Thứ nhất đấy là cái việc là Mỹ rất hay quan sát Việt Nam coi như là có thể là sân sau của Trung Quốc chẳng hạn, và có thể là hoặc là những cái nơi mà khi mà Trung Quốc bị áp thuế chống phá giá thì nhà máy sản xuất của Trung Quốc sẽ chuyển sang bên Việt Nam, và sau đấy thì là Mỹ sẽ lại áp thuế chống phá giá lên Việt Nam tiếp. Và thứ hai nữa là Mỹ cũng có xét Việt Nam là có thể là thao túng tiền tệ. Thì đây là những cái rủi ro giữa thương mại giữa Mỹ và Việt Nam khiến cho cái việc là Mỹ có thể áp thuế lên cái mặt hàng của Vincoso khiến cho là cái khả năng cạnh tranh của Vincoso sụt giảm. Và mình có thể nhìn thấy rằng là Mỹ đã áp cái thuế này đối với cả các nước sản xuất là Trung Quốc với cả hay là Ấn Độ rồi. Và thì Giang có quan điểm như thế nào về cái việc này? Vâng, với quan điểm này của em thì nó cũng tương tự với cả anh Duy. Mặc dù thì trong thời gian vừa rồi thì Mỹ đã gỡ bỏ được cái nhãn thao túng tiền tệ đối với Việt Nam, nhưng mà rõ ràng cái mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ rất là nhạy cảm. Cho nên là cái hoạt động sản xuất cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ vào thị trường Mỹ sẽ bị Bộ Tài chính Mỹ quan tâm, cũng như là sẽ nhận được cái sự kiểm soát từ Bộ Tài chính Mỹ khá là nghiêm ngặt. Và với việc là năm 2019 thì Bộ Thương mại Mỹ đã áp một cái thuế chống
một cái thuế bán phá giá toàn ngành đối với cả lạc đà thạch anh nhân tạo của Trung Quốc là hơn 300% và thuế chống trợ cấp là 45.32%, đó là một mức thuế khá là cao, cho nên chúng ta không thể nào loại bỏ được cái rủi ro rằng là trong tương lai nếu mà Vicostone nói riêng và Việt Nam nói chung mà có thể hàng ngày xuất khẩu rất nhiều mặt hàng vào thị trường Mỹ thì hoàn toàn có thể gây nên thâm hụt thương mại, nghĩa là Mỹ sẽ có thâm hụt thương mại Việt Nam thì Mỹ hoàn toàn có thể tiếp tục áp cái thuế bán phá giá đấy vào thị trường Việt Nam. Vâng, vậy là chúng tôi đều đã đồng ý, nghĩa là đối với chúng tôi thì cái rủi ro giá dầu có thể là không lo ngại nếu mà quý vị đầu tư vào Vicostone, miễn sao là cái nhu cầu tiêu thụ vẫn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên đối với cả rủi ro Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên hàng hóa của Việt Nam thì là một thứ mà mình sẽ phải luôn phải cân nhắc khi mà đầu tư vào cổ phiếu này và mình cần phải theo dõi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái luận điểm cuối cùng về cái sự tiêu cực của cổ phiếu Vicostone này, thì đấy chính là cái việc là rủi ro quản trị của doanh nghiệp. Thì hiện tại là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cơ cấu sở hữu của Vicostone thì lên 84,16% là đến từ công ty cổ phần Phượng Hoàng Xanh ANA, thì đây chính là cái công ty sân sau của ông Hồ Xuân Năng, và nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ông Hồ Xuân Năng hiện tại đang là cái cổ đông rất là lớn của Vicostone này, và không có cổ đông nào có quyền phủ quyết, và cũng như là ông Năng có thể quyết tất cả mọi hoạt động kinh doanh của Vicostone, và nhà đầu tư cá nhân thì gần như là không thể nào mà họ có thể là nêu ra ý kiến. Tuy nhiên là cái ý kiến chính của công ty vẫn sẽ là phụ thuộc vào ông Hồ Xuân Năng, và khi mà ông Hồ Xuân Năng nếu mà có những cái tác động mà có bất lợi cho cổ phiếu thì nhà đầu tư hoàn toàn là không thể nào mà thay đổi được vấn đề này. Và đấy thì chúng tôi cũng có một cái liệt kê khác nữa là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái giá trị giao dịch nội bộ, nghĩa là hiện tại là cái công ty AIA này là đang là bán lại cái sản phẩm đầu vào cho Vicostone, và chúng ta có thể nhìn thấy là giao dịch nội bộ của giữa AIA và Vicostone là khoảng 3.500 tỷ năm 2018, 2019 là 4.800 và 2020 là 5.600, nghĩa là cái mức giao dịch này nó phải tương đương với cả cái doanh thu hàng năm của công ty, thì nó sẽ là cái rủi ro rằng là khi mà Vicostone mà họ muốn thao túng lợi nhuận hay là họ muốn là làm cho lợi nhuận tăng giảm thì họ hoàn toàn có thể làm được thông qua những cái giao dịch nội bộ này. Và đây sẽ chính là cái rủi ro rất là lớn khi mà mình đầu tư vào cái cổ phiếu Vicostone. Thì không biết là Giang có cái góc nhìn khác với cả cái việc này không? Về cái góc nhìn này thì chúng ta có thể, em có thể thấy rằng là hoàn toàn có rủi ro quản trị doanh nghiệp ở đây. Nhưng mà nếu mà nhìn từ cái tư chất hoặc kiểu như là từ cái chất sáng của ban lãnh đạo ấy, chúng ta có thể thấy rằng là ông Năng là một người rất là linh hoạt, rất là thông minh. Và trên thị trường thì người ta mệnh danh ông Năng là ông Năng Do Thái, bởi vì cái điều em ở nơi ngược của ông ý vào năm 2014 đã tạo nên một cái dấu ấn, một cái milestone đấy. Có nghĩa là một mình ông ý đi chiến đấu với cả một đống cổ đông ngoại và cuối cùng thì đã thâu tóm ngược lại luôn, thì đây là chứng tỏ là ông này có một cái óc kiểu một cái óc kinh doanh ấy, óc M&A nó rất là tốt, gần như là kiểu khá là nổi bật trên cái đấu trường, trên cái thị trường Việt Nam này. Cho nên là nếu mà nhận định của em thì rõ ràng là có rủi ro quản trị doanh nghiệp ở đây khi mà một cổ đông lớn gần như có thao túng toàn bộ. Nhưng mà đứng một góc cạnh khác thì rõ ràng là ông Năng là một người rất là thông minh, hoàn toàn có tầm nhìn. Vâng, tôi cũng muốn chia sẻ thêm về cái câu chuyện năm 2014 của Vicostone. Đấy chính là hồi đấy là Vicostone là ngoại trừ là ông Hồ Xuân Năng đầu tư nắm giữ thì còn có cả những cái cổ đông khác như là Red River Holding, và họ có những cái conflict, nghĩa là có những cái xung đột đối với cả chủ tịch, và chính vì như thế cho nên thành ra là chủ tịch đã dùng một công ty khác, đấy chính là công ty Fenica, và ký hợp đồng độc quyền 6 năm với cả hãng Breton về công nghệ sản xuất đá thạch anh. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là Breton là cái hãng này là cái hãng mà có công nghệ sản xuất đá thạch anh, mà tất cả các công ty sản xuất đá thạch anh top 4 vừa rồi là chúng ta đều dùng cái công nghệ này, và chính vì như thế làm cho Vicostone là rất là lao đao lúc đấy, và khiến cho Red River Holding là phải bán cái cổ phần với giá khá là thấp cho ông Năng. Và ông Năng thì bên cạnh cái việc là ông ấy sử dụng chiêu bài lấy độc quyền thương hiệu, độc quyền về công nghệ, thì ông ấy còn dùng một chiêu bài khác, đấy là leverage buyout, tức là dùng công ty ngoài để mua lại bằng đòn bẩy, sau đấy thì là dùng chính cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp để có thể trả bớt cái nợ vay của mình. Thì đây là những cái thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy là ông Năng là một người rất là tham vọng và đồng thời cũng là một người rất là thông minh. Và nó sẽ là một cái question vào việc là mình sẽ đầu tư vào cổ phiếu này. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang một phần là về phần quảng cáo, là chính là những cái link phát sóng chương trình của chúng tôi thì
thời gian để chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư. Vâng, hiện tại thì trung tâm tư vấn đầu tư VNREX thì hàng tuần đều có các chương trình được livestream cũng như được quay để với mục đích là phục vụ cho quý vị nhà đầu tư có một góc nhìn toàn diện hơn, cũng như update được các tình hình thị trường kinh tế vĩ mô để có những quyết định đầu tư đúng đắn. Thì cụ thể như sau, vào thứ hai hàng tuần thì chúng tôi có chương trình la bàn đầu tư. Tại chương trình này chúng tôi sẽ cập nhật tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các kênh tài sản. Chương trình này sẽ được livestream vào thời gian 15:30 thứ ba hàng tuần. Chương trình thứ hai là tiêu điểm đầu tư. Chúng tôi sẽ nhận định ngành theo hai quan điểm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và stock pick trong ngành. Với thời gian quay sẽ là 18:30 thứ ba hàng tuần. Chương trình tiếp theo là 360 cổ phiếu. Như chương trình hôm nay chúng ta sẽ chọn một mã cổ phiếu dựa theo comment của quý khán giả trong cái phần comment ở dưới cái clip livestream này, và sau đấy chúng ta sẽ phân tích một cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực với thời gian là 15:30 thứ năm hàng tuần. Và cuối cùng là chương trình đối thoại với PM, là một chương trình khá là mới của trung tâm tư vấn đầu tư. Chúng tôi sẽ mời một PM để chia sẻ triết lý và chiến lược đầu tư của bản thân mình. Thời gian thì hiện tại thì trên slide thì đang nói là 15:30 thứ năm hàng tuần, nhưng mà bởi vì là dịch Covid cho nên đôi khi khách mời không thể đến với chúng tôi vào 15:30 thứ sáu hàng tuần được nữa, mà đôi khi chúng tôi sẽ phải đẩy cái lịch online cũng sẽ tổ chức online vào sáng thứ bảy hàng tuần. Vâng, xin chia sẻ thêm với quý nhà đầu tư thì lúc nãy bạn Giang còn đấy nói đến cái từ PM ấy, thì cái PM ý nghĩa ở đây là Portfolio Manager, tức là người quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp. Và người này thì, và đây là những cái người mà cầm cái số tiền để đầu tư cho những cái quỹ đầu tư lớn, và nghĩa là nó sẽ có thể là cái số tiền đấy nó sẽ có thể lên đến là mấy trăm đến mấy nghìn tỷ. Thì chúng tôi sẽ muốn giải thích thêm cho quý nhà đầu tư về cái từ PM nghĩa là gì. Và ngoài ra thì chúng tôi có ở đây là những cái mã QR code để quý nhà đầu tư khi mà có thể tham gia vào các cộng đồng đầu tư của chúng tôi, hay là có thể tham khảo các thông tin về các khóa học về cổ phiếu trong thời gian tới. Và đây là cái QR code để quý nhà đầu tư có thể là follow cái fanpage của chúng tôi để có thêm các thông tin về thị trường cũng như là các thông tin đánh giá về cổ phiếu trong tương lai. Và chúng tôi xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe, và bây giờ thì sẽ sang cái chương trình Q&A, nghĩa là phần hỏi đáp ngày hôm nay. Ở đây có một cái câu hỏi của bạn VBank là định giá VCOST thế nào và thị trường lên thế này có mua được không ạ? Thì với cái mức giá đóng cửa ngày hôm nay là 102.9, tương với PE khoảng 10.9 một lần, thì chúng tôi cho rằng là cái PE hợp lý của VCOST dựa theo PE lịch sử nằm đâu đấy khoảng tầm khoảng 11 đến 12 lần ấy. Thì tôi cho rằng cái mức giá này, đặc biệt đối với nhà đầu tư tích sản, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua vào được, cân nhắc mua vào. Vâng, thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng là nếu mà mình chỉ nhìn các chỉ số tài chính mà nhìn cái nhu cầu tiêu thụ của thị trường đá thạch anh cũng như là cái triển vọng ngành của VicoStone, thì đây là một cổ phiếu khá là hấp dẫn để chúng ta có thể đầu tư. Tuy nhiên là như tôi đã nói là sẽ có những cái rủi ro liên quan đến việc đầu tư cổ phiếu này. Thứ nhất là sẽ bao gồm cái việc là có thể là bị áp chống cái thuế chống phá giá đối với Mỹ, thì mà Mỹ mà đã áp với cả Trung Quốc rồi, cho nên hoàn toàn là có thể nếu mà VicoStone họ tăng cái sản lượng lên quá cao và khiến cho bên Mỹ chú ý thì cái rủi ro đấy là có thể xảy ra. Thứ hai nữa chính là cái rủi ro đến từ cái quản trị doanh nghiệp. Thì tôi muốn chia sẻ thêm một cái case đầu tư khác, ví dụ như là mã cổ phiếu GIL, cũng là một cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt và cũng có cái cơ cấu cổ đông tương đối giống VicoStone. Thì khi mà cái giá cổ phiếu tăng quá cao thì chủ tịch của bên GIL đã là phát hành riêng lẻ thêm, với cả một cái ví dụ như là lúc đấy là giá cổ phiếu đang là 70.000 thì họ lại phát hành riêng lẻ với giá 35, và điều này làm cho cái giá cổ phiếu bị ảnh hưởng khá là nặng nề, là đã giảm từ cái mốc 70 xuống còn có hơn 50, và dao động cổ phiếu thì rất là mạnh, cho nên thành ra đấy là những cái rủi ro về quản trị mà khiến chúng ta sẽ phải cân nhắc khi đầu tư vào cổ phiếu này. Thì đấy là bạn BBank và bạn Trịnh Phương Thảo hỏi về việc là VicoStone có thể mua được hay không, thì đấy là quan điểm của chúng tôi. Ngoài ra nữa thì bạn Phương Thức cũng hỏi rằng là VNDirect có thể đánh giá cổ phiếu VRE được không? À, và tôi cũng muốn chia sẻ thêm về cái VicoStone, thì đấy là chúng ta có thể nhìn thấy là đợt vừa rồi thì những cái nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất chính là những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán. Và đây là những cái cổ phiếu mà tăng, nhưng mà những cổ phiếu khác thì lại chưa tăng mấy, nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy là cái mức lan tỏa của dòng tiền là hiện tại nếu mà dòng tiền muốn tăng tiếp thì sẽ rất là khó để có thể mua cổ phiếu ngân hàng hay chứng khoán, và họ sẽ phải chuyển dần sang những cái cổ phiếu mà có định giá thấp và có nền tảng cơ bản tăng trưởng tốt. Thì VicoStone cũng có thể là một cái ví dụ mà để chúng ta có thể cân nhắc xem xét mà có thể là sẽ tăng trong cái thời gian tới. Và còn đối với cả cái câu hỏi về việc là định đánh giá VRE hiện tại, thì cổ phiếu VRE là một cổ phiếu mà khá là to và cũng khá là phức tạp để có thể nói
và để có thể trả lời quý nhà đầu tư ngay bây giờ. Tuy nhiên thì tuy nhiên VRE thì là cái cổ phiếu mà nó sẽ liên quan đến ngành bán lẻ, mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái giai đoạn vừa rồi là cái giai đoạn mà cái nền kinh tế của Việt Nam là đang bị ảnh hưởng bởi Covid lần tiếp theo, và cái việc là cái Covid này nó ảnh hưởng đến các nhóm bán lẻ khiến cho các trung tâm thương mại là không mở được đấy, thì những cái thứ đấy nó sẽ tiếp tục lại ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu VRE này tiếp, và vì vậy cho nên thành ra là trong ngắn hạn thì chúng tôi nhận thấy là sẽ chưa có cơ hội tăng giá ngay đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên về dài hạn thì đây là những cái cổ phiếu mà có vốn hóa lớn và họ có những cái kết, và họ là cổ phiếu của Vingroup, là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, thì thành ra là về cái tiềm năng dài hạn của VRE thì vẫn là tương đối hấp dẫn, và chúng tôi hy vọng là sẽ có một ngày nào đấy sẽ làm cái chương trình về VRE và kỹ lưỡng hơn về cái cổ phiếu này để quý nhà đầu tư có thể biết thêm. Và đây là những cái câu hỏi ngày hôm nay của quý nhà đầu tư đối với cả cổ phiếu VicoStone. Và về VicoStone ấy, thì mới là có một catalyst, hiện tại là VicoStone đang được niêm yết trên sàn HNX, thì ban lãnh đạo hiện tại thì đại hội cổ đông vừa rồi thì vẫn chưa có plan cụ thể chính thức về việc chuyển sàn sang HOSE, bởi vì HOSE đang có cái hiện tượng là bị nghẽn lệnh, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một cái catalyst rằng là khoảng năm 2022, nếu mà khi mà HOSE giải quyết được bài toán nghẽn lệnh thì VicoStone có thể chuyển sàn. Vâng, thì câu chuyện chuyển sàn có thể là một trong những cái catalyst khác để chúng ta có thể kỳ vọng khi đầu tư vào cổ phiếu VicoStone. Và tuần sau thì chúng tôi dự kiến là sẽ làm cổ phiếu STB, là một cổ phiếu đang khá là hấp dẫn đối với cả quý nhà đầu tư, và hy vọng quý nhà đầu tư sẽ đón xem cái cổ phiếu này vào thứ năm 3:30 thứ năm tuần sau. Xin phép cảm ơn và chào tạm biệt quý khán giả ngày hôm nay. Chào quý vị nhà đầu tư, hẹn gặp lại.